Hướng dẫn khai báo y tế trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Đầu tiên, các bạn truy cập vào trang web. Bạn chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt chọn tiếp theo. Tại mục 1, thông tin người nhập cảnh, các bạn điền ngày đến Nhật Bản, tên hãng hàng không mà bạn đang sử dụng và nhập tên chuyến bay lưu ý trong vòng 4 chữ số. Bạn chọn tiếp theo điền thông tin, tên và họ ghi bằng chữ tiếng Anh, quốc tịch và ngày tháng năm sinh. Bạn chọn tiếp theo. Tại mục 2 thông tin lưu trú tại Nhật Bản, bạn điền mã bưu điện, không cần dấu gạch ngang. Tỉnh và thành phố lưu ý bao gồm cả quận của thành phố theo chỉ định của chính phủ. Sang mục 3 thông tin lưu trú tại khu vực đang có dịch, bạn vui lòng là chọn thông tin khu vực quốc gia bạn đang lưu trú trong vòng 14 ngày qua. Bạn chuyển qua mục 4 theo dõi tình hình, bạn điền thông tin email và số điện thoại. Lưu ý số điện thoại có thể gọi được trong nước Nhật Bản và có thể liên hệ khẩn cấp. Sau khi hoàn thành hết các bước, bạn chọn tiếp theo và kiểm tra lại thông tin một lần, rồi chọn đã hoàn tất, trả lời và gửi đi. Trên đây là hướng dẫn khai báo y tế trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Hãy theo dõi Hoàng Anh Group để luôn được cập nhật các cái thông tin mới nhất về chuyến bay, thủ tục nhập cảnh và hải quan một cách nhanh nhất và chính xác nhất nhé.